Hello, chào mọi người. Lâu rồi Quỳnh không có ra mấy cái clip mà lồng tiếng mọi người, tại vì không có thời gian á. Rồi sáng nay lục lục thấy có một cái clip của ngày chủ nhật rồi á, có đi Long Xuyên sau những cơn mưa. Rồi mình đã đi Long Xuyên nè, đi Long Xuyên để tìm chân ái, tìm đồ ăn thức uống đó mọi người. Thì có ghé quán Ốc Thảo trên phường Bình Khánh nè, kêu ốc hương có thịt mỡ giòn rộm luôn, có lúc nào cũng mặc uống mùa u trong món chân ái nè mọi người. Rồi xong rồi có ốc hương ta sầu ái nữa, đặc biệt là những món ốc với lại nghiêu về trên đây là xử lý rất là ok nha, ăn không có bị két mọi người. Một lá muối ớt nữa, món này thì hơi đậm miệng xíu, bạn là nhâm nhi kêu ra là ok luôn nha, uống hao bia đó. Rồi ốc khế nướng tiêu nữa, con này của con thì 40 ngàn nhưng mà nó cũng không đùng mà. Rồi mình đi xuống quán Nam Cung Ly nè, mua một ly trà trái cây nhiệt đới bestseller của quán luôn ở nhà, mình cũng thích vị trái cây ở đây, vị trà ở đây nè. Làm gì chứ cũng đi xuống cây sông Hậu số não nha, ở dưới đây hả quá trời phượng rồi. Chỗ này là chỗ mình đi chống chống rồi đó, mấy chỗ kia là mọi người đang check in quá trời luôn, còn rất là đẹp nha. Ở đây bạn nào mà edit phim đồ giỏi á, với lại thích sống ảo xuống đây sống ảo, bao ảo luôn. Đi xong rồi cũng xíu xíu chạy dĩ mẹ không mà mốt mọi người.